Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão sẽ có những tin tức Phật sự đáng chú ý sau đây. Đồng Nai, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Vấn An và Khánh Tuế trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch. Các phái đoàn Khánh Tuế Chư Tôn Giáo Phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Phật giáo địa phương thăm và chúc Tết lãnh đạo các ban ngành. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội chợ văn hóa Phật giáo Xuân Giáp Thìn tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Hàng ngàn suất quà được tăng ni Phật tử trao đến bà con nghèo nhân dịp Tết đến xuân về. Sau đây xin kính mời quý Tôn Đức Tăng Ni và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 31 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đến vấn an Khánh Tuế Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại chùa Quốc Ân Khải Tường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phái đoàn Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế gồm Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Học viện, Hòa thượng Thích Hải Ấn, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, viện trưởng Học viện, Thượng tọa Thích Phước Đạt, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Giáo dục Trung ương. Sau khi Khánh Tuế dặm chúc sức khỏe Đức Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Hải Ấn đại diện báo cáo công tác đào tạo tăng ni của Học viện, đồng thời thông tin kết quả hội thảo khoa học và đại lễ tưởng niệm Tổ Liễu Quán tổ chức cuối tháng 12 năm 2024. Qua đây, Hội đồng điều hành tri ân ban thường trực Hội đồng trị sự dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch đã hỗ trợ và giúp đỡ cho Học viện thực hiện thành công các Phật sự chuyên môn. Cũng tại Quốc Ân Khải Tường, đoàn ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Thượng tọa Thích Lệ Lạc, trưởng ban trị sự đại diện, báo cáo những Phật sự nổi bật mà Phật giáo tỉnh đã thực hiện trong năm 2023. Thượng tọa cho rằng những thành tựu có được là nhờ sự quan tâm khuyến tấn đồng viên của Hòa thượng Chủ tịch, giúp tăng ni Phật giáo Vĩnh Long được hòa hợp, đồng lòng chung lo Phật sự, phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Trước ngưỡng cửa năm mới, Chư Tôn Đức cầu nguyện mười phương gia hộ cho Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự, đạo thọ miên trường để lãnh đạo giáo hội phát triển ổn định, mãi là bóng đại thọ cho tăng ni hậu học, nương tựa, tu tập và phụng sự đạo Pháp. Tại đây, Hòa thượng Chủ tịch trân trọng tấm lòng của Chư Tôn Đức và mong rằng vì thọ mạng lâu dài của Phật Pháp, các tổ chức thành viên của giáo hội phát huy và thực hiện hữu hiệu tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và đoàn kết cùng nhau hoằng dương chánh pháp, đóng góp trí tuệ để phát triển vững mạnh giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bước sang năm mới, Ngài có lời chúc an lành và cầu tam bảo gia hộ cho tháng duyên, nghị lực, hiện hữu xuyên suốt để Chư Tôn Đức thực hiện các Phật sự được thành tựu như ý nguyện. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, ngày 31 tháng 1 năm 2024, tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phái đoàn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc Tết Nguyên đán Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long do Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đón tiếp với đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng Chư Tôn Đức tăng ni cán bộ nhân viên Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tiếp đoàn. Tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Lệ Lạc đã thành kính khánh tuế Chư Tôn Đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Kính chúc quý ngài đạo thọ miên trường để hướng dẫn dìu dắt chúng con trên bước đường phụng sự đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn của Trung ương Giáo hội thời gian qua. Thay mặt Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch, Trưởng lão Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Thống tán thán công đức của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong năm 2023.
Hòa Thượng kính chúc Phái đoàn Chư Tôn Đức Tăng Ni Quý Sư Sải và Phật tử trong tỉnh năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc Ban trị sự Phật giáo tỉnh năm 2024 tổ chức thành công nhiều công tác Phật sự, góp vào sự thành công chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng trong buổi sáng, Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương đã tiếp đón Phái đoàn Công an thành phố Hồ Chí Minh do Đại tá Bùi Công Tú, trưởng phòng an ninh nội địa, làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết Nguyên Đán Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Bùi Công Tú đã gửi lời chúc Tết đến Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội luôn mạnh khỏe, Phật sự viên thành để đón Tết bình an hạnh phúc. Đại tá Bùi Công Tú cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trung ương Giáo hội trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an thành phố trong các hoạt động liên quan. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục nhận được sự phối hợp quan tâm của Trung ương Giáo hội để cùng nhau phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Thiện Thống trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và Phái đoàn Công an thành phố, cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình, người thân, năm mới nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Thưa quý vị, hòa chung niềm vui hân hoan khi cả nước đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới lại về. Chiều qua, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Phái đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đón tiếp phái đoàn có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Kim Chánh Văn phòng 2, cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội. Tại buổi chúc Tết, Thiếu tướng Võ Hùng Minh chúc mừng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trong năm 2023 đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng. Năm 2023 cũng là năm bản lề đầu tiên của nhiệm kỳ chính 2022-2027. Thiếu tướng tin tưởng vai trò lãnh đạo của Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực trong việc điều hành giáo hội các cấp từ trung ương xuống địa phương. Thiếu tướng Võ Hùng Minh cũng mong rằng năm 2024, lãnh đạo Trung ương Giáo hội tiếp tục định hướng và hướng dẫn tăng ni Phật tử cả nước nhằm phát huy những thành công của năm 2023 đã đạt được. Ngoài ra, hướng dẫn Phật giáo các cấp, chùa, tự viện đồng hành cùng Bộ Công an trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, ổn định an ninh xã hội. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp về, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Hồng Minh chúc sức khỏe Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội đón mùa xuân an lành, hạnh phúc. Đáp từ Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thân chúc lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh Nội địa và Thiếu tướng Võ Hùng Minh và các thành viên trong đoàn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hòa Thượng cũng mong rằng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Trung ương Giáo hội tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bộ Công an, đặc biệt là Cục An ninh Nội địa. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp tặng quà chúc xuân của Trung ương Giáo hội tới Thiếu tướng Võ Hùng Minh và các thành viên trong đoàn. Cũng trong hôm qua, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, Đoàn Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre do bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng Chư Tôn Đức Tăng, cán bộ nhân viên Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 sắp đến, bà Nguyễn Thị Bé Mười chúc Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón một mùa xuân mới, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi. Bà cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, Trung ương Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, cùng chia sẻ, hỗ trợ Phật giáo tỉnh Bến Tre phát triển vững mạnh. Thay mặt nhị vị Hòa Thượng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đón tiếp phái đoàn, Thượng tọa Thích Phước Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre dành cho Trung ương Giáo hội. Thượng tọa mong muốn chính quyền các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ để Phật giáo tỉnh Bến Tre phát triển mạnh mẽ, vững vàng, xứng đáng là Phật giáo kiểu mẫu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thượng tọa cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre cùng với các thành viên trong phái đoàn đón một mùa xuân mới Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công mới. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão, nhân dịp xuân Giáp Thìn, Đoàn Phân Ban Đi Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân Ban Đi Giới Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Tiếp đón đoàn có Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng An ninh Nội địa Bộ Công an cùng các lãnh đạo cán bộ Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương bày tỏ niềm tri ân đối với các lãnh đạo chính quyền, các sở ban ngành trong năm qua đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, đồng hành cùng Phân Ban Đi Giới Trung ương hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra. Nhân dịp đón năm mới năm 2024 xuân Giáp Thìn, Ni trưởng gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc, năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, công nghiệp hiện đại. Đáp lời, Thiếu tướng Võ Hùng Minh đã bày tỏ niềm vui và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Phân Ban Đi Giới Trung ương trong năm vừa qua, nhất là công tác từ thiện xã hội. Trước thềm năm mới, Thiếu tướng Võ Hùng Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Phân Ban Đi Giới Trung ương cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn đón Tết vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn Phân Ban Đi Giới Trung ương sẽ vận động toàn thể tăng ni Phật tử cùng chung tay với cấp ủy chính quyền đến cơ sở làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, góp phần phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Bản tin xin được tiếp tục với các hoạt động thăm chúc Tết trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra tại một số địa phương. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, tại chùa Tỉnh Hội, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã đón đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các ban ngành đến thăm chúc Tết chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh. Đón tiếp các đoàn, Thượng tọa Thích Huệ Khai, trưởng Ban Trị sự tỉnh đã bày tỏ niềm hoan hỷ. Thượng tọa phát biểu chia sẻ những công tác Phật sự trong năm qua, điểm lại những thành tựu mà Ban Trị sự đã đạt được, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo đã trực tiếp giúp đỡ Ban Trị sự trong thời gian qua. Nhân dịp xuân về, Thượng tọa gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến các cấp lãnh đạo và chúc mừng quý vị năm mới vạn sự cát tường như ý. Đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền đã phát biểu chúc mừng và cùng điểm lại những hoạt động của chính quyền trong năm qua, thực hiện tốt vai trò của mình, giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua khó khăn, có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua đó, lãnh đạo các cấp cũng mong muốn trong năm mới sẽ kết nối hợp tác chặt chẽ hơn cùng Ban Trị sự tỉnh để cùng ổn định và phát triển lâu dài. Sáng ngày 30 tháng 1 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Chương Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Thích Chương Minh, Chư Tôn Đức Phó Ban Trị sự và Chánh Thư ký đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh điểm qua những công tác Phật sự đã thành tựu. Trong đó một phần là nhờ vào sự quan tâm và giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cũng như các ban ngành hữu quan chung tay góp sức, tạo nên sự trọn vẹn trong các hoạt động. Chư Tôn Đức Thường trực mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp giúp đỡ từ các ban ngành lãnh đạo chính quyền các cấp trong các hoạt động Phật sự của năm 2024. Nhân dịp này, Chư Tôn Đức phái đoàn gửi lời chúc xuân năm mới đến các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, chào đón một mùa xuân Giáp Thìn với nhiều thành tựu mới, gia đình an lạc và hạnh phúc. Đại diện lãnh đạo các ban ngành đã gửi lời cảm ơn Chư Tôn Đức phái đoàn, mặc dù cuối năm nhiều công tác Phật sự nhưng cũng đã dành thời gian để đến thăm và gửi lời chúc mừng xuân Giáp Thìn. Qua đây, đại diện các cơ quan ban ngành đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong năm qua. Nổi bật là công tác an sinh xã hội, từ đó cho thấy Phật giáo luôn đồng hành cùng với chính quyền để chăm lo đời sống nhân dân địa phương, đồng thời góp phần xây dựng tỉnh nhà thêm phát triển. Ngày 30 tháng 1 2024 nhằm 20 tháng 12 âm lịch,
đoàn phân ban Phật tử dân tộc Trung ương do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng phân ban Phật tử dân tộc Trung ương đã tới tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, đảnh lễ khánh tuế Đức Hòa Thượng Thích Đức Nghi, giáo phẩm Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, chứng minh phân ban Phật tử dân tộc Trung ương. Tại buổi thăm, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã báo cáo tóm tắt về những thành quả công tác Phật sự của phân ban đạt được trong năm 2023. Về mục đích của toàn phân ban thời gian tới giúp bà con, đồng bào tiếp cận đến với Đạo Phật, chăm lo đời sống an sinh xã hội. Đáp từ Hòa Thượng Thích Đức Nghi bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp Chư Tôn Đức đoàn tới thăm, đồng thời biểu dương tán thán ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động công tác Phật sự của phân ban Phật tử dân tộc trong năm 2023. Hòa Thượng mong muốn trong thời gian tới, phân ban tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, góp phần chung tay ổn định đời sống cho người đồng bào dân tộc. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 12 năm Quý Mão, Đại Đức Thích Nhuận Thiện, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc mừng năm mới 2024 đến Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ, Công an huyện Tu Mơ Rông. Thay mặt Ban Trị sự tại những nơi đến thăm, Đại Đức Thích Nhuận Thiện đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền để các công tác Phật sự trong năm 2023 được thành tựu viên mãn. Đồng thời, Đại Đức cũng chúc mừng năm mới sức khỏe, an lành đến lãnh đạo huyện nhà. Đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Tu Mơ Rông cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an vui đến Chư Tôn Đức trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh Kon Tum và Chư Tăng Ni Phật tử trong huyện. Ghi nhận mọi công tác Phật sự mà giáo hội trong huyện đã làm được trong năm 2023, nhất là những đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong thời gian qua. Thông qua Đại Đức Thích Nhuận Thiện, quý lãnh đạo chính quyền gửi lời chúc Xuân Giáp Thìn đến quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum và mong muốn huyện nhà năm mới đạt được nhiều thành công mới. Cũng tại tỉnh Kon Tum, sáng ngày 29 tháng 1 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắc Hà do Thượng tọa Thích Quang Hạnh, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắc Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Giáp Thìn tại trụ sở huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Công an huyện và Ủy ban Nhân dân xã Đắc La. Đoàn bày tỏ tri ân đến lãnh đạo huyện trong năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo huyện nhà trong các hoạt động Phật sự, nhất là về an ninh trật tự trong những ngày đại lễ truyền thống của Phật giáo. Chư Tôn Đức mong lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm giúp đỡ hơn nữa để Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhà cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Trị sự huyện nhà được thành tựu tốt đẹp. Qua đây, đại diện Ban Trị sự Phật giáo huyện gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và gia đình, đón năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe trong công tác mọi điều như ý nguyện. Trước đó, vào lúc 7:30 cùng ngày, tại chùa Khánh Phước, văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đắc Hà, diễn ra phiên họp nhìn lại và đánh giá tổng quan những Phật sự đã đạt được trong năm 2023. Tiến đến năm 2024 và những năm tiếp theo, tập thể Ban Trị sự tinh tấn phát huy, góp phần phát triển đạo Pháp và dân tộc. Sáng ngày 28 tháng 1 2024 và 18 tháng 12 âm lịch, được sự chỉ dạy của Thầy Tổ, Ni chúng và Phật tử chùa Phổ Hiền đã trang nghiêm tổ chức lễ tất niên và cúng dường trai tăng đến Chư Tôn Đức Ni tại chùa Phổ Hiền thuộc tỉnh Đồng Nai. Quan lâm tham dự có Ni trưởng Thích Nữ Như Trí, viện chủ chùa Phổ Hiền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, trụ trì chùa Hòa Quang, thành phố Thủ Đức. Ni sư Thích Nữ Như Hội, phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Trảng Bom, trụ trì chùa Phổ Hiền. Ni sư Thích Nữ Như Huệ, phó trụ trì chùa Dược Sư Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sư cô Thích Nữ Như Hân, du học sinh đang theo học tại Thái Lan, cùng chư ni chùa Phổ Hiền và Phật tử hai chùa Hòa Quang Phổ Hiền về tham dự. Ni sư Thích Nữ Như Hội thay mặt ni chúng chùa đã dâng lời khánh tuế chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đến Thầy Tổ Ni trưởng Thích Nữ Như Trí, viện chủ chùa Phổ Hiền, trụ trì chùa Hòa Quang, thành phố Thủ Đức. Được sự chấp thuận của chư tôn ni tại chùa Phổ Hiền, gia đình Phật tử Thánh Chân
đã đại diện đạo tràng Phật tử chùa Hòa Quang và chùa Phổ Hiền cung đối trước chư tôn đức ni, dâng lời tác bạch cúng dường, bày tỏ niềm hoan hỷ khi được về chùa, được đảnh lễ Phật, được cung kính lắng nghe pháp nhũ và dâng phẩm vật cúng dường chư tôn đức nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 sắp đến và kỳ siêu chung thất trai tuần cho mẹ là Phật tử Thánh Thảnh Hoa Thị Thìn. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh đại chúng để tâm lắng nghe lời đáp từ chứng minh cao quý của ni trưởng Thích Nữ Như Trí đã tán thán công đức đối với gia đình Phật tử Thánh Chân và quý Phật tử được kết duyên lành với Phật Pháp. Ni sư cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia hộ cho đạo tràng Phật tử chùa Hòa Quang và chùa Phổ Hiền cùng gia đình được thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố và luôn luôn thực hành theo chánh pháp. Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ các chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn, thập loài cô hồn sớm được siêu sanh về miền tịnh cảnh, cha mẹ hiện tiền thừa hưởng phước cúng dường được tăng long phước thọ. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội chợ Tết tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình và phố Ông Đồ tại Việt Nam Quốc Tự. Hội chợ Tết năm nay với chủ đề Hương Đất đã khai mạc vào ngày 27 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 17 tháng Chạp, và tiếp tục kéo dài đến hết ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão. Tối ngày 27 tháng 1 năm 2024, tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã long trọng tổ chức lễ khai mạc hội chợ văn hóa Phật giáo với chủ đề Hương Đất. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó Ban kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Chư Tôn Đức Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo thành phố cùng đại diện chính quyền, doanh nghiệp, Phật tử cùng tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai chương trình nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Chương trình hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo từ ngày 17 đến ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, tức ngày 27 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, và chương trình phố Ông Đồ nghệ thuật thư pháp từ ngày 25 tháng Chạp đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 4 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024 tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ của hội chợ được tổ chức tại chùa Phổ Quang, có 22 gian hàng được trưng bày gồm những tác phẩm nghệ thuật, tọa cụ, pháp cụ, các văn hóa phẩm Phật giáo đáp ứng nhu cầu của nhân dân Phật tử vui xuân đón Tết. Hội chợ lần này được tổ chức nhằm tạo không gian thiện lành, giúp tín đồ Phật tử lui tới để cảm nhận được nghệ thuật, văn hóa phẩm Phật giáo. Nếu có nhu cầu cần thiết, có thể thỉnh về trưng bày trong dịp xuân mới. Qua đó, Thượng tọa Thích Trí Chơn cũng cho biết về ý nghĩa của chủ đề hội chợ văn hóa Phật giáo xuân Giáp Thìn. Chủ đề của chương trình nghệ thuật Phật giáo phố Ông Đồ và hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo mang tên là Hương Đất. Điều này mang một cái ý nghĩa rất là đẹp và rất là thiêng liêng. Thứ nhất là văn hóa Việt Nam, đó là nền văn minh lúa nước, hay nói một cách cụ thể hơn, đó là phát triển nông nghiệp. Và vì vậy đất là một cái điều rất thiêng liêng, rất đẹp. Chúng ta được nuôi dưỡng ở trên mặt đất, ông bà ta cũng làm căn nhà bằng đất, và tất cả những cái truyền thống mà các dụng cụ sử dụng cũng đều là đất, cho nên chúng ta được nuôi dưỡng bằng đất. Thứ hai nữa đó là đất mẹ, là cưu mang, là bảo bọc, là nuôi dưỡng, là sinh trưởng tất cả mọi sự sống ở trên cuộc đời này. Và cái thứ ba nữa đó là sự nhẫn nại, trung kiên, không kỳ thị và luôn luôn mở lòng để hoan hỷ tha thứ cho nhau. Đó là cái vẻ đẹp truyền thống của tiên tổ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam cũng như đạo Phật Việt Nam, mà Hương Đất là hai chữ như là một thông điệp để gửi đến cho một dịp xuân mới của chúng ta. Hãy quay về với cội nguồn và sống như những căn dặn của tiên tổ ông bà của chúng ta. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Hội chợ sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão, tức ngày 4 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng Chạp, khi xuân Giáp Thìn đang cận kề, Phật giáo tại các địa phương lại tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, trao hàng ngàn suất quà đến bà con nghèo, góp phần đem lại một mùa xuân trọn vẹn hơn.
nhằm hỗ trợ bà con vui xuân đón Tết Giáp Thìn. Buổi chiều ngày 26 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh kết hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trao 500 phần quà đến bà con hộ cận nghèo các xã trong huyện Gò Công Đông. Chương trình trao 500 phần quà đến bà con hộ cận nghèo tại 3 xã thuộc huyện Gò Công Đông, tại xã Phước Trung trao 200 phần quà, xã Tân Hòa trao 200 phần quà và xã Tân Điền trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng trong chương trình là 200 triệu đồng. Tại các điểm trao quà, theo mặt đoàn, chị Tùng Đức đã có lời phát biểu chúc cho bà con có một mùa xuân thật vui tươi ấm áp. Cảm ơn lãnh đạo chính quyền địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ để buổi trao quà diễn ra trật tự và ý nghĩa. Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão, Chư Tăng và Phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao 500 phần quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 3. Trước thềm Tết cổ truyền, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, chúc bà con đến nhận quà nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình an lành, đồng thời gửi lời động viên chia sẻ đến với bà con khó khăn và mong rằng sau khi nhận được những phần quà này, bà con sẽ đón một mùa xuân mới thật đủ đầy và no ấm. Theo đó, 500 phần quà đã được trao cho hộ nghèo tại quận 3, mỗi phần trị giá 750.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và 500.000 đồng tiền mặt, với tổng kinh phí cho đợt trao tặng quà là 375 triệu đồng. Với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống, giúp bà con khó khăn đón một cái Tết đủ đầy trong năm mới Giáp Thìn 2024. Thực sự thì mình hoàn cảnh gia đình của mình thì mình sống cùng với bà, mình không ở cùng ba mẹ từ nhỏ. Nên là khi mà mình nhận được cái phần quà Tết như thế này thì mình cảm thấy rất là ấm lòng. Và cũng là cảm giác như là có một cái Tết rất là ấm no. Em cảm ơn các thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm và cũng như là các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã cùng đồng lòng góp sức để cho những hoàn cảnh khó khăn của tụi em có một cái Tết thật là ấm no, thật là hạnh phúc và thật là ý nghĩa. Nay nhận quà thì rất là ý nghĩa luôn á, tại vì cô thấy là chùa Vĩnh Nghiêm này với mấy thầy á là mỗi năm nào cũng phát cho ở cái quận 3 mình hết trơn á, phường Võ Thị Sáu mình hết đó. Nói chung là cô thấy cô rất là vui được mà có được mấy cái phần quà như vậy, rất là quý. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần từ bi giúp đời của người con Phật, góp phần giúp đỡ người nghèo vơi bớt khó khăn, động viên và tiếp thêm một phần không nhỏ cho việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Đúng theo tên chương trình đó là Tết yêu thương, với mục đích là chia sẻ, gửi gắm và lan tỏa tình yêu thương của những người con Phật đến với đồng bào khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sắp tới. Và thông điệp đó cũng chính là thông điệp của lòng từ bi của nhà Phật. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua hành động thực tế trong dịp Tết Nguyên Đán, Tết của dân tộc, tình yêu thương được lan tỏa đến tất cả mọi người, mọi giới. Cho nên chúng tôi hy vọng là chương trình gửi đến những món quà dù nhỏ, nhưng đó là tấm lòng để chia sẻ sưởi ấm tình thương với bà con khó khăn. Với những người kém may mắn, những món quà ý nghĩa trên đã giúp họ cảm thấy ấm áp hơn trong cuộc sống, nhất là trong những ngày Tết đang gần kề. Chỉ cần một chút quan tâm đúng lúc, một cái nhìn yêu thương, một bàn tay giúp đỡ kịp thời cũng đủ làm con người ta cảm thấy ấm lòng. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 12 năm Quý Mão, chùa Hải Sơn, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang kết hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức trao 160 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tham dự buổi trao quà có sư cô Thích Nữ Như Thường, trụ trì chùa Hải Sơn, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lại Sơn cùng bà con đến nhận quà đồng tham dự. Được biết, Hòn Sơn là một đảo nhỏ nằm xa đất liền, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu sinh sống bằng nghề biển.
Phát biểu tại buổi trao quà, sư cô Thích Nữ Như Thường đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để buổi trao quà thành công viên mãn. Đồng thời, sư cô cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bà con huyện nhà, năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Những phần quà nhỏ này mong rằng sẽ giúp đỡ được phần nào khó khăn cho bà con vui xuân đón Tết Giáp Thìn, ấm no hạnh phúc. Trong không khí đầm ấm, vui tươi, Chư Tôn Đức Ni và các Phật tử đã trao tận tay 160 phần quà cho bà con nơi đây. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và bao thư tiền mặt 50.000 đồng. Tổng trị giá là 56 triệu đồng. Sáng ngày 31 tháng 1 2024 nhằm 21 tháng 12 âm lịch, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiện Quang. Xã Thanh Lộc, huyện Dòng Riền kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao 100 phần quà và khánh thành cầu giao thông nông thôn. Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Tuệ Túc, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiện Quang. Về phía chính quyền có ông Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lộc, bà Võ Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Lộc. Đại diện chính quyền, ông Trần Thanh Hải đã gửi lời tri ân đến Đại đức Thích Tuệ Túc và Quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà con nơi đây có được những phần quà vui xuân đón Tết, giúp bà con nơi xã Thanh Lộc này gắn kết hơn. Từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, bà con có đời sống ấm no hạnh phúc. Được biết, ban tổ chức trao 100 phần quà cho bà con, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị là 30 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Chư Tôn Đức cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành cây cầu giao thông nông thôn. Cầu có chiều dài 32m, ngang 1m rưỡi, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin dự báo thời tiết cho chiều tối đêm nay và ngày mai. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thời sự pso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.